Hello mọi người, xin chào mọi người, chào đón mọi người quay lại với series chuyện cười cùng Khắc Công. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Khắc Công chia sẻ với mọi người có tên là xin thuốc để đóng nắp quan tài, lại nói về hoa đà. Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời, bèn gọi vợ vào và nói: "Phu nhân ơi, ta sắp đi ma teo rồi." Có nghĩa là chết đấy. "Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối." Phu nhân lão Khổng bèn đến cầu khóc hoa đà giúp đỡ, cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích chống bỏi. Hoa đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều cao, đánh vần tiếng Việt là Viagra. Sáng hôm sau, Hoa đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng. "Hoa đà, toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?" "Vợ của Khổng Minh, cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi được trở lại thời trai trẻ. Ông nhà đã ra đi trong sung sướng và thanh thản." Hoa đà hỏi: "Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?" "Vợ của Khổng Minh, dạ ta đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp quan tài." Hoa đà. Các bạn biết nguyên nhân chưa? Nguyên nhân là thế này này: dựng đứng mà không xuống. Xong xin thuốc giải để đóng nắp quan tài. Chắc cũng thuộc hàng khủng đấy. Vâng, chúng ta đến lại đến với huyền thoại Vô Va. Câu chuyện có tên là Anh Thật Tuyệt Vời. Lên trung học, Vô Va trổ mã, bảnh trai hơn cả bố. Các bé ở lớp cứ tíu tít vây quanh Vô Va công tử, nhất là bé Natasha. Vào một buổi tối học thêm, sau khi tan học, Vô Va rủ tạ Natasha ở lại lớp chơi trò xxx. Điện trong phòng đã tắt hết. Vô Va bắt đầu được 5 phút, Natasha thấy Vô Va chạy ra ngoài, sau đó lại vào, sau đó cứ 5 phút lại chạy ra chạy vào, phải 7-8 lượt như thế. Natasha vừa ngạc nhiên vừa phục Vô Va, không ngờ thằng này lại đỉnh đến vậy, liền cúi xuống thỏ thẻ: "Vô Va, anh thật tuyệt vời. Anh không phải Vô Va, anh là Ivan." Thằng Vô Va nó đứng bên rẽ bên ngoài kia kìa. Vô Va khốn nạn đấy, Vô Va ơi. Chỉ có thể là Vô Va mới làm được trò này. Câu chuyện tiếp theo có tên là Ao Nào. Ông Nô: "Thưa thầy, thầy chuyện gì?" Ông Nô: "Thằng con của thầy rớt xuống ao." Thầy bảo: "Ao nào, ao nhỏ hay ao lớn?" Ông Nô: "Ao nhỏ ạ." Thầy: "Thế thì không sao, ao nhỏ không có cá. May là nó không rơi xuống ao có cá, sợ chết cá của tao." Vãi thầy, ô thầy ơi là thầy, con của thầy nó rớt xuống ao mà thầy chỉ có lo cho cá của thầy. Ôi trời ơi, thầy ơi là thầy. Câu chuyện tiếp theo có tên là Vị Tể Tướng Trung Thành.
Vua sắp đi viễn chinh, hoàng hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, vua kể lể sự tình. Bụt nói: con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng tráng với hoàng hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó. Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau ngài trở về, gọi tất cả các quan ở nhà trông nom hoàng hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi mình quan tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói: duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng. Tể tướng lấy giấy bút ra viết: xin bệ hạ, nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của thần dài ra như cũ. À, thế là ông tể tướng này ông dùng bộ phận lưỡi, không như mấy ông kia dùng bộ phận khác, dùng bộ phận phải dùng. Ôi tể tướng ơi là tể tướng. Tể tướng chỉ thích dùng lưỡi. Câu chuyện tiếp theo có tên là đừng đi bác sĩ. Bác sĩ: xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ. Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa. Ồ xin lỗi, nhưng năm ngoái cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ. Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao? Vâng, y học có những bước tiến vượt bậc. Ví dụ như là viêm họng không phải nguyên nhân là do chúng ta uống nước đá các bạn ạ. Phải cả bước tiến của y học. Bước tiến vớ vẩn. Có những cái nghiên cứu rất là vớ vẩn luôn. Câu chuyện tiếp theo có tên là tái chế. Một bác Đông Lào ngồi ăn sáng trong quán thì bỗng có một chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện. Này, ở Đông Lào ăn bánh mì cả vỏ à? Ừ, khó chịu vì bị làm phiền, bác Đông Lào trả lời cộc lốc. Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi. Cùi bánh thì nghiền ra, làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam. Chu Mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn. Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ? Tất nhiên, bác Đông Lào trả lời, có vẻ không quan tâm. Ở Mỹ khác, vừa nổ đốt một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế giễu. Bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt rồi bán cho Việt Nam. Đến đây thì cũ lắm rồi, bác Việt Đông Lào hỏi lại, thế ở Mỹ chúng mày có ấy ấy không? Tất nhiên, thế chúng mày làm gì với những bao ok vừa dùng xong? Vứt đi thôi, thế cũng hỏi. Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Đông Lào trả lời, chúng tao thì khác, ở Đông Lào người ta gom tất cả ok dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành singum rồi đem xuất khẩu sang bán cho chúng mày đấy. Bét bá đạo, hay, nghe được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng phải khâm phục ông bác Đông Lào là ông ấy nói tiếng Anh giỏi. Câu chuyện tiếp theo có tên là phải hỏi mới được. Cụ già mắng một gã ăn xin, khỏe mạnh như anh mà mở miệng xin tiền, không biết ngượng à? Có gì đâu mà ngượng,
Tôi đã bị ngồi tù vì tội lấy tiền mà không hỏi xin đấy. Hay. Sau khi ngồi tù thì anh ấy rút ra kinh nghiệm là mở miệng xin tiền chứ không cướp nữa. Không trộm nữa. Vậy là cũng đi vào con đường chính đạo rồi, không phải sợ vào tù nữa rồi. Câu chuyện tiếp theo có tên là xe gì? Chuyện kể rằng có một vị giám đốc tuổi khoảng 30, rất đẹp trai, hào hoa phong nhã. Chắc cũng chỉ kém ta một chút thôi, lời của tác giả. Anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Lại giống ta nữa rồi, lời của thằng tác giả tiếp. Nhất là những cô gái cùng công ty. Một ngày nọ, buổi sáng anh dậy trễ, do đêm qua tiếp mấy ẻm đến gần sáng, nên anh lật đật thay quần, thay áo, rồi cắm đầu lái chiếc Mẹc đến công ty. Vừa vào công ty thì cô thư ký bỗng nhìn anh cười nói: "Gara của giám đốc quên đóng cửa kìa." Nghe vậy anh tưởng thật, bèn cắm đầu chạy ra gara xem vì sợ mất xe, nhưng lại thấy cửa gara đã đóng rồi mà. Sao cô thư ký lại nói vậy? Đang ngơ ngẩn không hiểu thì anh nghe mát mát phía dưới, cúi đầu nhìn xuống thì ô hô, mặc quần kê quên kéo phẹt mơ tuya, đỏ bừng cả mặt. Cả mặt chẳng biết có bị cô thư ký thấy hàng không. Anh lúng túng lại gần cô hỏi nhỏ: "Em ơi, hồi nãy đó anh quên đóng cửa gara. Em có thấy chiếc Mercedes của tôi không?" Hích hích. Cô thư ký tủm tỉm cười: "Dạ không ạ, em chẳng thấy chiếc Mercedes nào cả, chỉ thấy chiếc xe bò kéo rơm thôi à." Xe bò kéo rơm hợp lý. Xe bò kéo rơm là hợp lý đấy. Một từ miêu tả rất hay, xe bò kéo rơm. Xe bò kéo rơm. Câu chuyện tiếp theo có tên là Ở đâu? Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá Tí quát: "Tí nè, nè, tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả?" Tèo: "Thế mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ?" Chất. Chất 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 chất. Cái thằng kia nó không chịu, không chịu trả lời. Bởi vì hai đứa quá gần nhau, nó đáp bằng một câu: "Mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ." Hay. Câu chuyện tiếp theo có tên là Trọi gà. Tên cầm đầu thị trấn và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Trọi với trạng thế nào nổi? Về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra trọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố hiến. Lúc đầu chúng đến gạ, Quỳnh từ chối. Sau thấy chúng nài nỉ lắm, nài nỉ 5 lần 7 lượt, Quỳnh chật lưỡi: "Ừ thì trọi." Bên kia mừng rơn, vội về phục thuốc, phục sâm cho gà đẩy lực. Trước khi ra sân đấu, chúng còn dẻo miệng tán tỉnh mới mời được cả chúa nhận lời đến ngự tọa cuộc vui. Sới trọi mở giữa ban ngày vào một buổi sáng tại sân nhà trạng, không kể nhà chúa và lũ lâu la hầu cận. Hôm ấy nhiều quan văn quan võ trong triều cùng dân chúng kinh thành nghe tiếng chen chúc chật như nêm. Một hồi ba tiếng trống vừa dứt,
Cả hai đều tung gà ra sới, gà của bọn quan thị. Thoạt trông đủ biết là gà chiến lão luyện, da nó trần trụi đỏ au, đôi mắt là hai hòn than lửa, mỏ thì quặp xuống, trông còn dễ sợ hơn mỏ đại bàng. Nó chưa rướn cổ giang cánh, chỉ mới ướm cựa, đặt những ngón chân xuống nền bằng, mà bụi cát đã vẫn lên từng đám. Trong khi đó, trông đến gà của Trạng, ai cũng phải cười. Không những nó thiếu khí thế, oai phong, ngay đến cốt cách bình thường của một con gà trọi cũng không có được. Nhìn kỹ, nó như loại gà sống thiến, như loại gà trống thiến. Nhưng ở đây chưa có ai có thể bất ngờ tới điều đó. Biết đâu đấy, tẩm ngẫm đá chết, đá ngầm chết voi thì sao? Tẩm ngẫm đá ngầm chết voi thì sao? Hai đấu thủ gặp nhau ở vòng giao chiến thứ nhất, người ta thấy gà của Trạng không thu thế gì, đập cánh phành phạch, nhảy chồm ngay lên mổ vào đầu đối phương. Số đông khán giả vốn có cảm tình với Trạng, ghét lũ nịnh thần quan hoạn, đã vỗ tay reo hò. Vừa ngay đấy, con gà thiện chiến kia ra miếng, chỉ một loáng nó xỉa cựa chân trái, vỡ ức con gà của Trạng, kẻ chiến bại rũ lông cánh nằm dãy đành đạch trên tròi cao. Chúa cả mừng cười khoái trá, người đứng xem chán ngán bỏ về, còn bọn quan thị thì hò reo đắc thắng. Một tên đứng trước mặt, đến trước mặt Trạng nói khiêu khích: thế mà có kẻ dám bảo gà của Trạng mấy lần trọi thắng gà của xứ Tàu, té ra chỉ toàn đồn hão. Quỳnh làm bộ buồn phiền đáp lại: vâng, các ông nói phải. Trước kia gà của tôi cũng cứng cựa, nhưng từ khi nó bị thiến mới đâm ra đổ đốn thế này. Bây giờ nhà chúa và lũ tay chân mới biết Trạng chơi xỏ, đem gà thiến ra chọi với gà chính cống. Thầy tớ chúa tôi bẽ mặt nháy nhau rút quân cho nhanh, Trạng vẫn không tha, cứ lễ mễ ôm con gà chết chạy theo đoán chạy theo đám quan gia cờ quạt mà khóc. Khốn nạn thân mày, gà ơi, mày đã bị thiến thì còn đua đòi làm gì? Tao đã bảo mày không nghe, mày cứ ngứa nghề mà ra tranh trọi. Hu hu, mày chết nhục nhã hèn hạ cũng là đáng đời mày. Chỉ thương tao tốn cơm phí thóc, mất công toi nuôi mày. Gà ơi là con gà, bị thiến kia ơi. Tiếng Trạng khóc gà đuổi tận vào cung cấm, bọn con lại đóng chặt mấy lần cửa, vẫn còn nghe văng vẳng câu chửi mỉa đau như hoạn. Vâng, Trạng Quỳnh không làm chúng ta thất vọng. Thuở xưa ở thời phong kiến chỉ có mỗi Trạng là nổi tiếng thôi, về những cái lần mà chống chúa như vậy. Quá hay. Câu chuyện tiếp theo có tên là Mắt Lé. Một cầu thủ đi khám bác sĩ, sau khi bị chấn thương vùng mặt, bác sĩ phán mắt anh thoái hóa rồi, có thể chuyển sang dạng mắt lé. Vận động viên kêu lên: chúa ơi, lé mắt, thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu túng rồi. Không, chưa, anh vẫn có thể làm trọng tài được.
Chén cơm mẹ nấu. Đúng rồi, trọng tài là toàn mắt để đi đâu không, nhưng mà bắt rất là chính xác. Mắt lé rồi. Đâu, mắt lé đá phạt hơi bị hay nhá. Liếc bên này mà đá bên khác, thủ môn sao mà bắt được. Câu chuyện tiếp theo tên là Người Dũng Cảm Nhất Hành Tinh. Hàng năm vào dịp Noel, thế giới có tổ chức cuộc thi Những Người Dũng Cảm Nhất Hành Tinh. Như thường lệ, năm nay ba nước Mỹ, Nhật và Đông Lào lọt vào vòng chung kết. Phần thi đầu tiên đêm chung kết là của thí sinh Mỹ. Anh này từ từ bước lên sân khấu, anh móc ra một khẩu rulo với ổ đạn đầy 6 ấp 6 viên. Sau đó anh dốc bớt một viên ra khỏi ổ đạn, lắp lại vào súng, xoay ổ rulo một vòng và thản nhiên đưa lên mang tay bóp cò. Đoàn thí sinh Mẽo lăn quay ra chết tức tưởi. Thì trong nhiều tràng pháo tay của khán giả và ban giám khảo, phần thi thứ hai là của thí sinh Nhật Bản. Anh này nhanh gọn hơn, không rườm rà, vừa lên sân khấu anh liền ngồi phệt xuống, rút đoạn kiếm samurai trong chớp mắt, mổ bụng soạn nguyên bộ đồ lòng của mình ra trước mặt. Chưa đầy phút sau anh cũng đi về nơi xì cũn giống như thí sinh Mẽo, để lại nhiều tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội. Đến lượt thí sinh Việt Nam, thí sinh Đông Lào. Đây là phần mọi người mong chờ nhất vì Đông Lào hiện vẫn là đương kim vô địch của năm trước. Thí sinh nhà ta thong thả đẩy một cái hòm bằng gỗ ra giữa sân khấu, sau đó anh tiếp tục thong thả rút ra một chiếc cưa và bắt ghế ngồi cưa cái hòm. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, anh vẫn tiếp tục cưa. Phía dưới đã có nhiều tiếng la ó, huýt sáo của đám đông khán giả quá khích. Ban giám khảo thì cũng tỏ vẻ sốt ruột. Một thành viên ban giám khảo chạy lên sân khấu nói gì đó với chàng thí sinh. Chàng liền nhoẻn miệng cười và tháo tung hòm gỗ ra. Bên trong là một quả bom xanh mướt, ánh thép. Toàn bộ khán giả đang hò la huýt sáo bỗng im bặt. Vèo, cả ban giám khảo và khán giả nhìn không thấy người nào nữa. Tất nhiên, thằng Đông Lào vẫn tiếp tục giữ ngôi vô địch. Ai? Hay, một câu chuyện rất là hay. Đặc sản cưa bom của Đông Lào. Thơ cười, tình yêu như chó với mèo. Tình yêu như chó với mèo, yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây. Chó nhìn cặp mắt thơ ngây, dậm chân xuống đất, mẹ mày xuống không. Hay hay, xàm xàm hay hay. Câu chuyện tiếp theo tên là Ngon. Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát thì mất điện. Có người lên tiếng: mẹ kiếp, đang ngon thì mất điện. Một lúc sau điện sáng trở lại thì vẫn người ấy lên tiếng: mẹ kiếp, đang ngon thì có điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác. Câu chuyện này hơi bị thâm đấy. Các bạn nghe đấy, karaoke vịt hay karaoke ôm chưa? Nó là đó đấy. Vâng, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay có tên là Xe Cứu Thương Vấp Phải Ổ Gà. Tất cả chúng ta đều ghét khi phải lái xe trên con đường nhiều ổ gà. Nhưng với một người đàn ông ở Mỹ gặp phải ổ gà trên đường, thật sự là một may mắn.
nó đã cứu mạng sống của cho ông ấy. Theo báo cáo của Fox 23, người đàn ông 59 tuổi sống ở tiểu bang Nebraska mắc chứng rối loạn nhịp tim, vừa phải gọi xe cấp cứu tuần trước để tới được bệnh viện Lakeside gần đó. Ông ấy sẽ phải di chuyển cùng các bác sĩ qua quãng đường dài 43 km. Trong thời gian trên xe cứu thương, tim người ở đàn ông đã đập lên 200 nhịp phút, một tình trạng nguy hiểm tính mạng khiến các bác sĩ rất lo lắng. Nhưng đến km thứ 11, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chiếc xe cứu thương đi vào một ổ gà, nó sốc lên với nhịp tim người đàn ông trở lại bình thường. Mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng hiện tượng này từng được mô tả trước đây và có thể giải thích được. Bác sĩ Andrew Conway đến từ Đại học Y Nebraska cho biết một trong những kỹ thuật để điều trị nhịp tim bất thường là sử dụng sốc điện. Đó là kỹ thuật kinh điển mà bạn vẫn thường thấy trên TV. Thuật ngữ y học gọi đó là sốc điện ngoài lồng ngực. Các bác sĩ cầm hai bản sốc điện có hình dáng như hai chiếc bàn là, họ đặt nó vào vùng gần tim của bệnh nhân và hô clear, và rồi một cú sốc nảy cả lồng ngực bệnh nhân lên sẽ cứu mạng anh ấy. Hóa ra bạn cũng có thể làm như vậy với một ổ gà. Bác sĩ Galway, ông nhớ lại vào những năm 1970 từng có một trường hợp tương tự xảy ra. Một bệnh nhân khác khi đó cũng đã được cứu sống khi chiếc xe cứu thương đi vào một ổ gà. Vâng, đó là một ổ gà rất là nhân đức các bạn ạ. Ổ gà đâu chỉ là một điều xấu. Ở đây ổ gà đã thể hiện mặt tốt của ổ gà. Video này của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong series tiếp theo của Chuyện cười cùng Khắc Công. Hài hước cùng Khắc Công. Mong mọi người có những tiếng cười thoải mái khi xem video clip của mình. Bye bye.